Ông Cường tối nay xin gửi lời chào mọi người nhé. Hôm nay cửa hàng em sẽ có bác về một lô máy cưa xích hàng Nhật bãi này. Hôm nay là lô mã là mã E, từ E1 cho đến E6 các cái dòng máy như Echo tay cụt này, 3400, máy Makita, máy Makita tay dài. Tiếp theo là dòng của Hitachi này, CS35, đó Echo 362 này, dòng Shinua 352 và dòng Shingu 3810. Số điện thoại cửa hàng bên em là 0392 973 923. Thì mọi người xem video vui lòng ủng hộ cho em xin một like, đăng ký kênh của chuông thông báo nha. Ok, về từng cái máy đầu, từng cái máy này. Khi bác mua hàng bên em sẽ bao phí ship và bảo hành cho mọi người 6 tháng, tặng bác tim mở buji và rũ cưa. Mã E1 này là một chiếc máy dòng Echo 3400. Và đời bột số nhá. Máy Made in Japan luôn này. 3400, 34cc. Công suất khá lớn nhé. Và cái chiều dài lam được cắt của máy này là lam dài 30. Lam Echo rất là đẹp luôn này. Đấy, chữ Echo nhé. Đặc biệt là cái dòng máy này thì nó nguyên zin nguyên bản hết. Tất cả đầu đuôi là zin hết thôi nhé. Echo hết này. Hai ốc có hai ốc dự lam nhé. Độ mới của xích là lên được hơn 85%. Đó. Do là khi chạy thì nó có cái dầu của máy nó dính vào đây, làm cho nó không được mới xích lắm. Bô của máy là bô màu đen này, là cái bô đặc trưng của màu của máy này. Đấy, các cái tem mác vẫn còn đầy đủ hết, có van xả áp các bác luôn nhé, có van xả áp luôn này. Cái điểm đây thì thắng xích vẫn còn nhưng mà bị mất cái gạt, các bác có thể thiết kế riêng hộ giúp em nhé. Đấy. E1 thì bên em bán giá là 1.700.000, phục vụ các bác cắt cành nhau trèo lên cao, cân nặng là 3 cân 1, 3 cân 2, rất nhẹ nhàng đó. Các bác cắt cành thì phục vụ sử dụng những dòng này rất là hợp lý luôn. Nhiều bác thì thích sự nhẹ gọn nhàng, nhỏ gọn thì sử dụng dòng máy này. Nổ luôn cái máy E1 giá 1.700.000. E1 1.700.000 các bác nhé. Có bơm xăng phụ lên này. Có le gió đầy đủ các phun chức năng dùng máy luôn. Đó. Tiếp theo là một chiếc máy E2. E2 này là một cái máy dòng Makita tay dài. Máy này thắng xích đầy đủ cho các bác luôn nhé. Thắng xích này. Máy này công suất của máy này là 34cc. 34cc. Chiều dài được cắt của cái lam máy này là lam được cắt là 35 và chiều dài tổng là 40 nhé, được cắt 35. Sử dụng xích của máy này là xích chung 91 này. Xích cũng zin theo của máy luôn. Xích Makita. Thì các bác biết sử dụng dòng Makita như là các cái dụng cụ cầm tay hoặc là những cái máy của dòng Makita thì là phần khúc giá tầm trung sử dụng khá là ok, rất là tốt luôn. Đấy, núm bơm xăng màu đen của máy luôn này. Đó. Con máy này là 40cc các bác nhé. Đây, Makita MDA40 này, con máy là 40cc nằm 40 ly. Dòng phân khúc cắt máy lớn nhé. Đấy, máy Makita máy lớn này. Đó, kéo gió lên này. E2 bên em bán giá là 1.500.000 chiếc máy này. Đấy, 1.500.000 thôi. Cân nặng thì tầm hơn 3 cân, 3 cân rưỡi. Đó, E2. Phần gỗ hơi của máy các bác nhìn qua nhá, hơi hám nhá, rất là khá là mới luôn. Cái này chẳng qua là hơi bị dính bụi thôi, còn không thì bên trong rất là mới luôn nhá. 40cc chiếc máy này. Thắng xích các tất cả các phun chức năng đều đầy đủ luôn. 1.500.000, bao phí vận chuyển luôn. Đó. Tiếp theo này. Tiếp theo là một cây máy của dòng Hitachi CS35D ED3 này. Máy này là 35cc. 35cc có bơm xăng phụ lên cho các bác nhé. Bơm xăng phụ lên này. Đó. Tôi kiểm tra thắng xích luôn. Thắng xích thì vẫn còn. Đấy. Máy này là lam được cắt là 40 và chiều dài là lam là 45 các bác nhé. Đấy, lam dài 45 được cắt 40. Có cái chỉnh cái thắng xích ở đây, cái
chỉnh ở đây đấy, tăng xích ở la. Về phần bô của máy nhá, bô của máy khá là sáng luôn đấy, sáng trưng luôn này. Đó, máy này thì bên em mà giá là 2.600.000, E3 2.600.000 đấy. Đấy, Made in Japan này đấy. Có trợ lực không nhá, dòng có trợ lực cho các bác luôn, cân nặng nhẹ nhàng, mà dòng cắt này là cắt tầm trung, chạy rất là ok, 35cc đấy, dùng ngoài không chê đâu luôn. Về máy móc bên trong này thì rất là mới đó, máy móc thì cực mới luôn, các hệ thống giảm giật các thứ thì đầy đủ cho các bác. Đây, nhất xứng nhất là cái bô máy này vẫn còn sáng đẹp này. Nhiều bác mà cần đẹp lông anh hơn thì mua mang cái búi cọ rác nhé, búi cọ nồi ấy, cọ qua đây là sáng bong luôn đó. Đấy, về phần đây thì các bác đổ xăng, đổ giúp em là xăng pha nhớt nhé, 1 lít xăng các bác pha tầm 3,5 lít nhớt này. Trên này thì là đổ nhớt lam đó, nhớt lam, nhớt thải của xe máy thì ok, không vấn đề gì, chỉ để chạy cho cái bọ cái xích để cho nó cái trơn tru thôi. Đó. Test nổ luôn cái máy thứ 3 này, 2.600.000 nhé. Cái nhớt là làm ra rất là đều luôn rồi các bác nhé. Tôi yên tâm sử dụng cái dòng máy cưa này. Đó, phân khúc tầm trung E3 2.600.000. Tiếp theo này là một chiếc máy E4. E4 này là một chiếc máy ECHO 362. Máy này thì là công suất của máy này là 36cc, nòng 40mm. Chiều dài lam của cái máy này, lam dài được cắt là 30, và sử dụng xích của máy này là xích chung 91. Bên em đã lên xích mới hoàn toàn cho các bác về cắt nhá. Cái dòng xích này mới chưa qua sử dụng luôn. Đó, chưa rũa qua, chưa qua sử dụng luôn. Lam thì là lam nối này, lam tản nhiệt này, hai ốc giữ lam 36cc, siêu vip luôn. Đấy, cái dòng nòng nằm chạy rất là bao phê, dòng cắt khai thác cũng được khai thác chuyên nghiệp được các bác nhé. Test nổ luôn cái máy thứ tư này, giá là 2.500.000 đồng, ECHO 362. Rất là giòn luôn và rất là nhạy nổ cái dòng này. Trong khi một thời gian sử dụng thì có, nếu như mà có trục trặc về máy móc hoặc là gần linh kiện thì cái dòng này rất là nhiều đồ thay thế luôn nhá. Và bên cửa hàng em rất nhiều đồ thay thế, tất cả các dòng cưa mà bên cửa hàng em bán. Thế em bán máy nào thì đồ thay thế của bên cửa hàng em rất là nhiều, thì các bác mua hàng cứ yên tâm. Thế cái độ mới chiếc máy này thì rất là mới luôn, không có một chút bong chóc gì luôn các bác nhé. Đấy, hàng hệ VIP luôn. Đấy, 2.500.000. Tiếp theo là một chiếc máy dòng Shinewa. Shinewa 352. Máy này 35, máy này là 40cc các bác nhé. Đấy, 352 nhưng mà công suất của máy này là 40cc, nằm 40mm. Đó, máy này thì có cái chiều dài lam được cắt của máy này là lam dài là 40, và sử dụng xích của máy là xích chung 91 này, và cũng được tổng chiều dài lam là 45. Đó, có tăng xích ở trên lam các bác nhé, tăng xích ở lam luôn. Cái xích này là có là xích Oregon này, các cái mắt xích rất là dày dặn luôn. Và các bác vừa cũng mua về thì độ mới của xích này là tầm khoảng 85-90% luôn. Đấy, phần bô của máy, bộ hơi nhá, bộ hơi của máy các bác nhìn qua này, rất là đẹp và mới mẻ luôn. Màu sắc của máy thì rất là đẹp, đấy, tươi tắn nhá. E5 bên em mà giá là 2.500.000, có cái giật trợ lực này. Đấy, dòng cắt khai thác chuyên nghiệp các bác luôn, dòng cắt khai thác chuyên nghiệp. Đấy, cái máy này không còn thắng xích đây. Phần bô của máy các thứ đầy đủ ra, rất là ngon. Máy này chỉ hơi có bong chắc một chút trên này tí mất sơn thôi, không ảnh hưởng gì vấn đề về máy móc cả. Còn cắt dòng này thì cắt cỗ lớn thì bao phê cho các bác luôn. E5 2.500.000. Mm-hmm.
dọn rất là chuẩn rồi, nhớt lam ra rất là đều luôn nhé. Đây, dòng cắt khai thác chuyên nghiệp giá 2.500.000, mã là E5. Cuối cùng ngày hôm nay là một chiếc máy dòng Singu. Đó, dòng Singu chạy cắt khai thác chuyên nghiệp này, máy Singu là 3810 này, máy này 38cc nằm 40 ly, E6 này, máy này đẹp long lanh cho các bác luôn nhé. Dòng lam cũng là lam của Singu luôn này, lam được cắt là 40 nhé. Đó, lam 40, tổng chiều dài lam là 45, có hai ốc giữ lam này. Đấy, Singu rất là đẹp luôn, 38cc. Các bác miền Tây chạy chuyên cắt dòng này để cắt những cây gỗ lớn này. Đấy, anh em miền Bắc hay là miền Trung Nam thì anh em là mà ưng cái dòng máy này cứ liên hệ nhé, bởi vì cái đa dạng này và sau này có cái chế độ bảo hành bên cửa hàng em bảo hành mọi người 6 tháng luôn. Đây, máy này thắng xích đầy đủ cho các bác luôn này. Đó, thắng xích đầy đủ luôn, E6 2.700.000. Đấy, trợ lực nhá. Đấy, máy móc thì các bác thể chụp ảnh lại màn hình nhé, bao VIP luôn, có hệ thống giảm giật các thứ là bao ngon nhé. Đấy, có cái tăng xích ở đây, các bác tăng xích ở đây này. Đấy, số cái ốc này. Cái về cái chiều dài cái mắt xích thì nó rất là dày dặn và cực kỳ là đẹp luôn cho các bác nhé. Dòng Singu chạy bao ngon, test nổ luôn này. Nổ luôn cái máy cuối cùng này. Ngoài ra thì bác nào còn đang thắc mắc về một chiếc máy nào đó cần gửi ảnh hoặc test video lại thì cứ liên hệ, thì em sẽ gửi qua Zalo nhé. Số điện thoại của em là 0392973923. Thì mọi người xem video vui lòng ủng hộ cho em xin một like, đăng ký kênh và chuông thông báo nha. Đây là từng cái mã máy một, thì bác nào ưng ý máy nào thì liên hệ. Và cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video và xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.